xua đuổi ánh sáng,
bởi vì là bỏ thơ ánh sáng, bởi vì là thơ ánh sáng, bởi vì là không đón nhận ánh sáng. Ánh sáng mà thi sĩ họ mình yêu đang ấp ủ và xây dựng với đồng, nhưng ánh sáng đã đến với ông, ông không nhìn thấy ánh sáng thật ở nơi mà phát ra ánh sáng. Ông chỉ nhìn thấy cái có phải là ánh sáng ở nơi sóng sông, và cứ nghĩ đó là thật, và khi nghĩ đó là thật, ông đã không lấy, và dòng sông đã kết thúc tầng tâm. Vầng trăng thật in thành hàng tỷ bóng trăng trên chiếc áo hậu xe cổ kê xuống, một cội nguồn hạnh phúc là Thiên Chúa tỏa xuống vô vàn mảnh nguồn hạnh phúc cho các sự vật phổ du ở đời. Thay vì tìm về cội nguồn hạnh phúc là Thiên Chúa, người ta giải dỗ tâm đầu và những chiếc bóng của hạnh phúc nơi những đạo vật trong này đã phản chiếu lại. Quả thế, người ta tự hạnh phúc nằm ở nơi bản tiền, nơi của cải, nơi là thú vật chất, nơi người ta tâm đầu ở đó như những con thiêu thân lao vào mặt cửa, như lính bảy nhảy xuống nước để tìm chân. Thiên Chúa là cội nguồn hạnh phúc, Thiên Chúa là nguồn mạnh của quan lệ và bình an, Thiên Chúa là tình yêu. Tất cả những ai đang khao khát tình yêu, khao khát an bình, khao khát hạnh phúc là đang khao khát Thiên Chúa. Nhưng tiếc thay, người ta đã bỏ hình bắt bóng, người ta săn đuổi vào cảnh của hạnh phúc mà không chỉ tìm đến cội nguồn hạnh phúc là trong cả trên trời. Như chúng ta thấy ở trong câu chuyện của Phật giáo đã kể, Đức Phật chỉ cho các học trò về ánh trăng, tay của Đức Phật chỉ đến ánh trăng. Những học trò nào mà hiểu được ý của Đức Phật thì nhìn hướng của con bay ấy mà nhìn lên ánh trăng, và khi nhìn lên ánh trăng thì mới thấy ánh trăng thật sự và tỏa sáng. Còn những học trò nào chỉ biết ở một nơi là thù đạo thì nhìn vào con tay của Đức Phật, và xin khi nhìn thấy con tay của Đức Phật thì chỉ giới hạn con tóc của mình, giới hạn cái nhìn, cái tri thức của mình ở nơi có tay và thôi. Vậy thì mỗi người chúng ta nhìn vào thực tế và áp dụng cho đời sống của từng người chúng ta, chúng ta nhìn hướng của ngón tay mà Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta là trời cao, là chỉ nhìn Chúa ở nơi đó. Chúng ta nhìn lên trời để chúng ta thấy được hạnh phúc nước trời, thấy được ánh sáng thật sự, đó là ánh sáng của Thiên Chúa. Và chính Giêsu ở trong Kinh Thánh kính chúng ta đã tuyên xưng rằng ánh sáng mở ánh sáng, Thiên Chúa thật mở Thiên Chúa thật đã xuống thế trần gian để đem lại ánh sáng thật sự cho chúng ta. Và ánh sáng ấy ở nơi đâu? Ở nơi chính Đức Giêsu. Đôi khi những người chúng ta nhìn vào tay Đức Giêsu chỉ, thì chúng ta không nhìn nhận ở nơi chính Đức Giêsu là đấng mà Chúa Cha sai đến. Cái cuộc đời của chúng ta còn nhiều giới hạn, cuộc đời của chúng ta còn nhiều bóng tối, đó là lúc chúng ta xua đuổi, đó là lúc chúng ta lúc lửa ánh sáng, ánh sáng thật ra đến thế gian. Trong ngày chuẩn bị mừng lễ mình là đó Thánh Chúa Kitô, con để rõ một người còn và những con cái đến sự vĩnh cửu của tình yêu cội nguồn của hạnh phúc. Nhưng làm sao để thánh thể trở thành cội nguồn hạnh phúc cho mỗi chúng ta được? Khi tạo dựng con người đã thiết lập mối
quan xã hội sống, sống với, sống trong và sống vì. Năm phục vụ xã hội của Việt Nam đã nói gia đình hay là dấu chỉ lòng thương xót, hay là dấu chỉ tình yêu. Vậy thì trong cái chương đầu của sách Sáng Thế, tác giả đã trình thuộc hai bài là dựng ngôn từ lá đan và đất. Chữ lá đan không phải là tên dành riêng cho một con người nam đó, nhưng là tên gọi chung của cả nhân loại. Lá đan đặt tên cho từng loại và thiết lập mối tương quan chưa hoàn hảo. Thiên Chúa tạo dựng hết và tiên quan hoàn hảo cho việc sống cho, sống với và sống vì. Nói đến gia đình, trước hết phải nói đến vợ chồng, mẫu gương của việc sống tương quan. Vậy trời trở thành gương mẫu, vợ chồng phải tìm nguồn tình yêu ở nơi đâu? Khi yêu nhau thì tìm nơi nhau mà quên mất Chúa. Khi yêu nhau hay đi sống chung với nhau, tìm ở nơi nhau và quên đi tình yêu đã hoàn hảo nên cùng vợ vừa chính Chúa. Trong cuộc sống chúng ta đã quên Chúa, chỉ chỉ đến nhau và chúng ta đã nghĩ đến chính ở nơi Chúa là tình yêu, chính ở nơi Chúa là nguồn hạnh phúc thật. Bởi thế đời sống gia đình có những lúc cãi vã, có những lúc bầu thuẫn và cũng có những lúc phải chia tay nhau. Vậy thì nếu như chúng ta nhớ đến Chúa, nếu như chúng ta tìm phúc tình yêu ở nơi Chúa, thì chắc chắn chúng ta sẽ đón nhận được hạnh phúc thật. Hạnh phúc ấy ở nơi Chúa và chính hạnh phúc ấy sẽ là nền tảng cho đời sống hôn nhân gia đình. Đời đời với đời sống gia đình, chúng ta còn hướng đến mọi thành phần trong gia đình, đặc biệt đối với những người con cái của chúng ta, để đón nhận được chính Chúa là nguồn hạnh phúc. Chúng ta cùng đón nhận bí tích hòa giải. Bí tích hòa giải và bí tích thánh thể là hai bí tích gần với đời sống chúng ta nhất. Khi chúng ta đi sinh tồn, chúng ta xin tố hết tổ này đến tổ khác. Có những người sinh cách đây 1 năm, có những người sinh cách đây 5 năm, 10 năm rồi. Bí tích hòa giải không phải chỉ là bí tích tha tội, nhưng còn là bí tích ban ơn. Bởi thế chúng ta nên đến với bí tích hòa giải nhiều hơn nữa, để chúng ta đón nhận ơn sủng của Thiên Chúa. Ơn sủng đó chính là nguồn hạnh phúc. Có những người xin một ví dụ như nói rằng con xin cầu nguyện 3 tháng, con có xem phim này xem báo xấu nghĩ trong lòng 3 ngày, thôi thì cho chắc ra xin là 5 lần rồi còn xin thêm tội khác. Sau khi mà được cha giải cầu nguyện dân và các vị đền cầu đọc 3 kinh thánh mật, thì nói rằng tôi của mình nhiều như thế và chỉ là có 3 kinh thánh mật thôi. Nếu chúng ta suy nghĩ như thế, thì chúng ta cho rằng Thiên Chúa như là một vị thần vàng và những vật chất để cân đo lắm thế. Thiên Chúa không lẽ như vậy, Thiên Chúa không cân đo lắm thế, bởi tội của chúng ta sợ rằng 3 lần thì ít quá, thôi 5 lần thì chắc chắn. Hay là chúng ta thấy điều tội chỉ có 3 kinh thánh mật thôi, và chúng ta thấy sự lỗi vào của chúng ta, những tội chúng ta phạm, làm sao có thể được tính ở 3 kinh thánh mật được? Nhưng Chúa sẽ ở đây bởi chính lòng thiện chí của chúng ta, quyết tâm sự tội, quyết tâm đến với Chúa và thay đổi. Và để khi đó là cái đích hòa giải, chúng ta mới được thành thơi để đón nhận cái đích thánh thể. Đón nhận cái đích thánh thể cũng là bí tích để ban thêm ơn cho chúng ta, để giúp cho chúng ta thêm gần gũi với Thiên Chúa, để chính chúng ta quản lý chính Chúa Giêsu thánh thể đem lại nguồn ơn và hạnh phúc.
đó cũng là sự tinh tâm này, dựng cầu nguyện này. Chúng ta có ba để chúng ta cùng sử dụng. Thứ nhất, chúng ta đã chọn chú hay chọn của đời vật chất và quên đi chính chú là nguồn của hạnh phúc, là ánh sáng ra đến thế gian. Điểm thứ hai, chúng ta đã yêu thương như thế nào cho đời sống thực này. Đối với cha mẹ, yêu thương cho con cái như thế nào. Đối với con cái, đã sống hiếu thảo với cha mẹ như thế nào. Và điểm thứ ba, chúng ta đồng lòng đã đón nhận các bí tích, nhất là những bí quả giả và những bí thánh thể như thế nào cho đời sống của mình. Để cho ân sủng của Thiên Chúa luôn đổ tràn trong cuộc đời của chúng ta. Trong giây phút thiêng lặng này, chúng ta cùng suy nghĩ ba vấn đề đó để chúng ta cầu nguyện xin Chúa thêm minh soi soi.